nói phát biểu cảm nghĩ thôi, sao bình thường sai người khác. Đây về vô giường nằm chắc không quá, hình nằm đại đây. Nhưng mà tại sao tự lên được, sao tự lên ghế được? Cái giò trái nó chịu đứng cái giò phải bước vô. Vậy sao bình thường nó không chịu, tại sao bình thường phải sai người khác? Có người khác nó vững hơn. Có người khác vững hơn cái gì? Sao tối ngày sai con cái không vậy hả? Mẹ xảo trá đúng không? Mẹ tự lên được mà mẹ mới thích sai đúng không? Tự con kêu mẹ mỗi lần lên thì tự chỉnh cái quạt đi, tại sao giờ lại kêu người ta chỉnh cái quạt nữa? Sao nói ngay chỉnh rồi chứ mà không có đúng. Giờ tự lên luôn nè, chút tự xuống nha, hay là kêu nữa, hay kêu ghê á. Tại sao giờ tự lên được hay vậy? Nói nghe coi, giờ mặt mày đía nè, những cái mặt mày đía nè, mày tự lên được tới ngày kêu người ta nè. Rồi bóc con kêu nữa không mẹ? Cái giò trái nó chịu đứng cái hen, cái giò phải bước vô rồi chỗ này cái là nhìn chỗ này là vô được. Không, vô được một lần là sẽ vô được 10 lần. Rồi bóc con kêu nữa không? Hay tự lên? Lén lén không có ai cái bắt đầu là tự lên xe hay tự lên ghế nha. Còn mà có người cái bắt đầu sai đúng không? Thích sai đúng không? Mày thừa nhận đi. Mày thừa nhận đi. Không dám thừa nhận hả? Thừa nhận nhanh lên. Thừa nhận là thích sai con cái đi. Không mà tự lên xe được, không ai đỡ qua mà tự lên được. Còn mà thấy người ta cái bắt đầu sai kêu. Rồi mẹ thừa nhận mẹ ăn muốn ăn ăn đồ ăn của con cái đi, mẹ không chừa để ai hết đi. Nói tôi là bà già của mấy đứa nhỏ, tôi ăn tôi không chừa để ai hết trơn, tôi ăn hết đồ ăn của con cái luôn. Nói đi, nói đi, không dám thừa nhận hả? Nói nhanh lên. Trời ơi, nói mẹ quýnh đi. Nói quýnh 10 cái tao quýnh lần 30 mấy cái vô đầu gối. Con kêu mẹ là thừa nhận ăn uống. Mẹ thừa nhận đi, mẹ ăn hết đồ ăn của con cái. Mẹ ngứa lần rồi muốn xuống. Xuống cái con khỉ. Nằm cho nó hết cái ấy đi.